cảm biến đo được cả cm luôn các bác nhá. Rất nhạy. Và sản phẩm gọi là tối ưu nhất cho rồi anh ơi. Khách hàng đi Nissan X-Trail. Cảm biến đỗ 8 mắt. Đó, hiển thị đồng hồ tablo hoàn toàn cắm jack. Và hiển thị được cả khoảng cách dẫn đến va chạm. Chi phí cực kỳ hợp lý luôn.